Ok, và hai, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Fireman. Và hôm nay mình sẽ review một cái khẩu. Mình sẽ test cái khẩu là khẩu AWM. AWM Gold nha. AWM Gold. Khẩu này đừng có nói gì nữa. Nó snap cực nhanh. Mày. Rồi. Mình chơi bắn sniper ngu lắm, đừng có chửi mình nha. Cái đem gạch đem đá gì à. Xong một khi ui 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 quả nó đứng đây mà nó éo biết mày ở trên đây luôn rồi. Mày nè 400 con này mạnh ghê chứ. Mày nè rồi. Có thằng nào lên không? Nạp đạn đi. Nó rơi vào chơi rồi. Nó đang chơi ngon lành. Mà ghét nhớ mấy thằng trẻ trâu vậy. Cứ đang chơi đi nó thoát à. Thế là mất hết dòng. Nó rớt xuống đây à. Đừng nó bay đâu. Hero Brand 3. Cái thằng này mà đã chơi Minecraft rồi mới biết Hero Brand. Và thằng này làm mẹ gì đây? Mà tôi bắt nó làm gì vậy? Mày thì là bậy bạ nè. Mày là cái éo gì thế? Hả? Hồi máu à? Rồi, hết sọc. Mày nè. Lên đây mày. Mình chơi sniper ngu vừa lờ. Nó lên này. Nó lên thiệt luôn rồi. Mà nó phi đâu mất mẹ nó rồi. Điều khác là hơn. Nó chém xuyên người luôn mà cũng éo trúng. Mày chạy á. Chạy á. Rồi xong. Shit. Fuck you bitch. Tao phi trên này, tao phi xuống coi. Có vô không? Liệu có vô không? Ok. Kiếm nó đúng rồi, kiếm nó. Dạ. Đâu rồi? Dạ. Oh shit. Mà với khẩu này mình chỉ có đi thẩm du thôi. Nên ngôi nhà thân yêu của mình đó chính là trên đây. Dùng mộng mình mà dùng mấy khẩu sniper mà thẩm du trên cao á là ít có đứa nào phát hiện á, chỉ có tơ thôi. Thằng này cút ra coi. Chụp bố mày nha. AK. Làm gì vậy? Cút ra. Và hình như nó biết Hunter luôn sao không biết. Không biết nữa. Rồi đâu rồi. Rồi tụi thanh niên. Ôi giời. Ở đây thay đẹp cũng khá là nhanh. Bắn nó đi em. Mạnh ghê chứ. Bắn này bắn hết sọc bài đồng 400 mấy. Mày nè. Như trên cao à, ít có đứa nào biết. Còn không thể quan tâm chứ biết làm éo gì nữa. Thì 3 phút rồi, nhanh rồi. Mẹ vừa thấy thằng kẹo hơi diệt. Nó có lên cho đây không? Éo lên, mừng quá. Nhưng mà thằng to thì nó giữ đít rồi nè. Mày. Như thanh niên thấy mình rồi. À, chưa. Ê! Cái what the fuck ta scare lắm. Thật yếu là thằng bắn vào. Ui sao. Chỉ còn hai đứa cái này. Còn đứa nữa nó bay nó mất rồi. Rồi lên cho. Dạ. Mày rồi chạy. Mày ta nên chạy trước đó. Ui giời. Ê thằng này nó vẫn cứ quyết tao đuổi mình vậy ta. Thôi là cái này đi. Mình sẽ ở trên này và mình sẽ nhảy nó lại. Dạ. Rồi ra. Cái gì vậy? Mạng lát nữa chứ. Mạng của mạng còn lát cho bằng được nữa. Đờ mờ mạng.
Tao ghét mày. Phi qua đây. Hi dạ. Chà. Rồi xin được lên. Nãy lên rồi mà ta. What the fuck. Đi cái xác cái xác. Có gì trong CS Mobile có thể hút được giờ. Hút xong rồi lên cách tiến hóa luôn. Nó còn mạnh hơn nữa phê. Đi hồn máu chút xíu cái đã. Ây da, máy nóng vừa là quay hai video cùng lúc. Đi thôi. Ôi sợ, ui sợ, ui sợ. Đi. Cha, cha, fuck you, bitch. Có video mà có chửi hơi nhiều nên thông cảm nha. Fuck. Fuck, shit, fuck you. Fuck, mới vô bị tơ tơ rồi. Tao là tơ, tao là tơ. Tơ nè. Đâu rồi? Á đồ, á đồ đồ. Á đồ, á đồ. Cái đạn coi mày thay đạn tao phi tới liền á. À, ném mơm à. Mày. 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 Một cách thôi. Mày đâu rồi? Shit, thằng kia giết nó đi, còn đứng im chỗ nữa kìa. Thằng cầm MG là để nó hơi bị nhiều. Shit. Mạng mình đang bị lag, mạng đang bị lag, mạng như thế mà cũng bị lag. Tao ghét mạng. Nhớ lúc mình phi nó đứng ở đây đúng không? Mình phi từ đây xuống đây trúng luôn mà. Quất một phát trúng luôn. Bay vết đâu vậy? Mày nè. Hunter. Hunter này một phát rồi. Một hit rồi. Lên quất xem một hit nữa thôi là chết liền. Đây là thằng này. What the fuck. Nó xuống mất rồi. Mày xuống đây. Sợ à. Sợ ai đâu rồi. Mày tao ra tao giết thằng này. Nó chạy mất mẹ ra đây rồi. Mày nè rồi. Phần tiếp theo. Hôm nay mình sẽ thẩm du cho đây đi. Thẩm du trên đây nó bị dễ lên á. Mấy mạng. Mình nhìn nè. Mạng nè. Bây giờ mạng nó mới dừng lên. Thằng này ngu gì lên đó vậy. Nó nên chạy đi thẩm du chứ. Mình không có thể đi săn được. Đi săn có mấy khẩu TMP thì chắc chắn dọc chết hết. Mẹ mẹ cứ lát lát là sẽ éo nào. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Y tá. Y tá. Y tá. Y tá. Y tá. Chà. Ây da. Fuck. Bỏ game đi. Mạng lag nữa. Éo có mạng nữa. Dạ. Rồi. Đánh nhau mày. Này. Để khi nào tụi mình chắc cái này là số điện thoại để khi nào mình nhớ mình điện cho nó coi. 0169795762. Hay là nó chôn mình. Đây quốc phát nữa, quốc một phát rồi còn 800. Đi lên trên đây mà đứng hồi máu thôi. Còn có 54 giây, 52, 51. Rồi còn 50 giây. Một còn nhiều thời gian mà sợ yếu gì. Có thằng nó cũng đứng với mình nè. Chích nhầm. Phim. Phim. Yeah.
gần chết. Mày này, quốc tàu à, chạy chạy, quốc tàu chạy, quốc tàu chạy. Chạy 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 chạy. Hiện giờ là nếu nó đuổi mình sẽ chạy ra cho đây. Yeah. Chạy để mình chạy ra đây mà hồi máu rồi nè. Thằng này cũng đứng ở đây nè. Cùng chí hướng. Còn lại ba đứa và hết thời gian rồi. Trời, ui giời, ui giời, ui giời. Để tiếp theo, anh tiếp theo. Có thằng do miết à. Không hiểu sao có thằng do miết à. Với mạng còn lát nữa. Nhảy còn không qua. Mình có nhiều đứa cũng có, nhiều đứa cũng hay tập vui vô đây. Hai đứa. Làm gì? Nhảy quá, đúng rồi, nhảy quá. Rồi, chưa kịp nhảy qua bên tầng tờ rồi. Đâu rồi? Này thì tơ nè. To nè. Temina to. Đó, đặt tên cho nó rồi đó. Mà tên nó vẫn đúng, nhưng mà cái tên của nó là kỳ lạ. Temina to. Tại vì nó to. Mạng lát à. Đờ mờ mạng. Sao mà không có S được đứa nào vậy ta. Rồi. Thế đẹp, thế đẹp. AWM Agon. Mày nè. Nè bắn vào đầu cũng mạnh phết đấy chứ. Chứ đừng có đùa. Mày nè. Ok. Mình đã quay trở lại rồi đây. Không có thằng dòm nào để mình ra ép bây giờ. Dòm thì yếu có. Dòm cùi. Mày. Mày bắn vào người cũng mạnh ghê chứ. Okay. Mày mẹ cái nào thằng này chúng ra coi. Mày xin được cái ép rồi. Cái bơm này. Đó. You know. Ok, you know. Bitch. Bitch. Fuck. Giống lên mày, giống đi lên, giống lên, lên, lên. Đợt chết kia coi. Lên, 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 lên. Nó éo lên. Sau mấy này mình sẽ nghỉ nha. Mày. Bốc ra. Rồi. Ok, mình nhìn video này đây. Nếu các bạn thích video thì bạn nhớ like, share và subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Bye.